Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Và cùng thực hiện chương trình ngày hôm nay vẫn là gương mặt quen thuộc của bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin chào tái ngộ đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Dạ, xin chào Ngọc Khanh, xin chào quý vị khán giả. Dạ, kính thưa quý khán giả, đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ nói về bệnh khó nuốt, và cũng là với một cái gương mặt của vị bác sĩ chuyên khoa đã cùng thực hiện với chương trình Thân Khỏe Tâm An trước đây. Và trước khi chúng tôi được giới thiệu về vị bác sĩ chuyên khoa này một lần nữa, thì cho phép Ngọc Khanh nhắc lại tất cả những ý kiến của các vị bác sĩ trong chương trình này chỉ mang tính tham khảo. Nếu mà được thì chúng ta nên kết hợp ý kiến tham khảo này cùng với cái ý kiến chữa trị của các vị bác sĩ mà quý khán giả đang theo dõi chương trình để đạt được kết quả chữa trị tốt nhất. Và bây giờ thì xin mời bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh giới thiệu về vị bác sĩ này. À, vâng, thưa quý vị khán giả, hôm nay mình lại có bác sĩ Amy Nguyễn, chuyên khoa về tai mũi họng, nhưng mà lại có cái subspecialty là chuyên môn về cái khó nuốt và cái phát âm, đúng không ạ? Dạ, rồi cái giọng nói khó nuốt với thở. Khó nuốt với thở, đó là một cái chuyên môn. Thì hôm nay đó là một cái đề tài mình nghĩ rất là có hữu dụng, là tại vì đó rất là nhiều bệnh nhân của mình về sau này là nhiều người lớn rất là nhiều, thì đa số họ than phiền là bị nuốt không có trôi nè, hay là có người ăn vô bị sặc mà họ không hiểu tại sao. Cho nên đó là hôm nay là không có ai hay bằng là bác sĩ Amy có thể giúp các quý vị hiểu được cái vấn đề này, tại sao mình bị cái này, và mình có cái gì để mà mình chẩn đoán được cái bệnh hay không á, rồi mình khám làm sao, chụp hình chụp ảnh thế nào, thử máu thế nào và chữa trị như thế nào. Thì bác sĩ Amy có thể chia sẻ với các quý vị. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, cảm ơn cô Ngọc Khanh. Tôi là bác sĩ Amy Nguyễn, bác sĩ về tai mũi họng với siêu chuyên khoa về giọng nói, nuốt và thở. Cảm ơn quý vị đã cho cái cơ hội để nói chuyện với bác sĩ Khanh với cô Ngọc Khanh hôm nay. Ok, thì mình bắt đầu. Thì đa số là những cái chuyện thông thường thì bác sĩ Amy sẽ gặp những người nào trong những trường hợp như thế này? Nhiều người mà đi bác sĩ gia đình mà có cái vấn đề về khó nuốt, hay là nó giống như nó hơi nghẹn, hay là có bị sặc, hay là vướng ở trong cái cổ họng. Mấy cái đó là bình thường, nếu mà nó khoảng 1-2 tuần hay là nó không có kéo dài lâu nên nó bình thường. Rất là nhiều nguyên nhân mà gây ra cái thay đổi với cái nuốt. Mà khi mà nó kéo dài hơn mấy tuần mà nó không có thay đổi, hay là bắt đầu either xuống cân hay là phải thay đổi cái habit của cái ăn, nên cái đó là khi mà nó bị cái vấn đề. Khi mà khám bác sĩ gia đình sẽ khám hết. Nếu mà thấy là ok, không có bị anything mà obvious, giống như bướu cổ hay là vấn đề về cái lưỡi hay là giống như lở hay là gì, nên bác sĩ gia đình sẽ chuyển qua bác sĩ tai mũi họng. Đó, thì khi mà bệnh nhân, tức là thường thường bác sĩ gia đình cũng cố gắng sẽ nhìn cái họng nè, sờ và có bị bú hay không nè, hay là bị sưng, nhiễm trùng mấy cái mà thì cũng thử qua trụ sinh rồi, hoặc là vân vân, hay là thuốc nấm này đó. Cái mãi bệnh nhân bảo sặc quá chịu không được, thế thì mình phải nghĩ đến bác sĩ Amy. Thì khi tới phòng mạch bác sĩ Amy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ok, khi mà khám một bệnh nhân mà bị khó nuốt, sẽ khám cái cổ and cái miệng, cái cổ họng trước. And nếu mà không có thấy là anything mà bất thường, then usually khuyên mấy bệnh nhân làm nó gọi là cái nội soi. Cái nội soi là một cái máy ảnh nó đi qua cái mũi xuống cái cuống họng để make sure không có bị bướu, không có bị ung thư hay là gì. Make sure hai cái dây thanh âm nó vận động bình thường. And so nếu mà có vấn đề then cái đó là dễ, cái đó là cái diagnosis mà gây ra cái này. Mà nhiều người khi mà khám nó bình thường, nó không có bị sưng, không có bị bướu, không có bị anything mà bất thường. And so nó có rất là nhiều nguyên nhân mà gây ra. Nếu mà họ không có, nó gọi là red flag symptoms. Mấy cái đó là giống như xuống cân bất thường, không có ăn uống được, đau rất là nhiều khi nuốt, hay là đau tai một bên, cái giọng nói nó rất là khàn. Nếu mà cái đó nó bình thường, then cái nguyên nhân mà thấy thường nhất là
số 1 là nếu mà cái bệnh nhân là cái tuổi già, hai cái dây thanh âm nó có thể nó bắt đầu nó hơi mỏng một chút. And so khi mà nói chuyện hay là khi mà nuốt, hai cái dây thanh âm nó phải đóng kín lại. Mà nếu mà mấy người mà bắt đầu cái dây thanh quản nó hơi yếu hơn, nó sẽ không có đóng kín lại. So khi mà ăn lẹ quá hay là nuốt mấy cái đồ ăn hay là đồ uống, nó có thể nó đi qua cái chỗ mà cái thanh quản, nó làm cho nó sặc, làm cho nó ho. And so cái đó nó cái thanh quản nó rất là giống như một cái reflex. Nếu mà có đồ ăn hay là anything nó sờ vào, nó cái người nó sẽ ho, nó sẽ muốn thẳng thắn để nó clear cái chỗ mà của cái cổ họng, một cái phản xạ đó. So cái đó nhiều người bị, because I mean khi mà lớn tuổi mấy cái bắp thịt everything nó thay đổi một chút, and cái đó nó cũng có thể làm cho cái giọng nói nó hơi yếu một chút. Cái đó nó một nguyên nhân mà thấy rất là nhiều người bị. À, nếu mà như vậy đó thì mình thắc mắc cái điều này, khi mà bệnh nhân người ta bị hay bị ho hay bị sặc đi, hay nó cái ho và cái ho trước đi, cũng liên quan đến cái này đúng không ạ? Thì bây giờ nếu mà thuốc ho nó có nhiều loại, nó có loại nhẹ, loại mạnh và thật là mạnh, thật là mạnh là họ sẽ nó sẽ làm cho mình không có reflex, không có ho được. Thì nếu mà như vậy thì nó có cái gì nguy hiểm không bác sĩ Amy? So cái khó của cái này là nếu mà cái nguyên nhân là cái thanh quản nó bắt đầu nó hơi, nó gọi là bowing, so nó hơi cong một chút, cái thuốc ho nó sẽ really không có thay đổi, because cái này là cái ở trong cái người nó thay đổi. And so cái tốt nhất là ăn chậm hay là ăn mấy đồ mà nó hơi, nó gọi là nectar thick, so nó hơi đặc hơn một chút để nó không có dễ bị đi qua cái thanh quản. Mà nếu mà nó just cái giống như mấy cái chất nhầy hay là anything mà nó hơi đặc, cái tốt nhất là làm sao mà làm cho nó ẩm ướt ở trong cái mũi với cái cổ họng để làm cho nó không có bị đặc, nó không có dính lại. But mấy cái thuốc ho nhẹ giống như benzonatate hay là mấy cái mà làm cho nó hơi ẩm ướt hơn ở trong kia miệng, nó usually nó có thể làm cho nó đỡ hơn một chút. I see. Còn nếu mà nói tới cái dây thanh âm mà nó bị mỏng á, thì mấy cái người mà hay la hét này nó có bị mỏng không bác sĩ Amy, và mình có nên ngăn ngừa về cái đó không? Nó không có cái correlation, nó just không một có. Số người bị and then một số người không có bị, so nó just kind of like bad luck thôi. I see. Nhưng mà mình nói dụ mà khó nuốt đó, nhiều bệnh nhân lớn tuổi của Ngọc Khanh hay nói rằng là hơi khó nuốt quá thì nấu cháo ăn, uống sữa cho nó dễ nuốt. Nhưng mà giống như nãy bác sĩ Amy mới nói là phải ăn đồ ăn cứng chút mà. So cái số 2 là có thể bị là khi mà giống như nhiều người lớn tuổi họ nói là ok, khi mà uống thuốc nó to quá, nó giống như nó bị stuck ở trong cái cổ họng. So cái đó nó hơi khác một chút. So cái số 2 là thấy thường nhất, là khi mà mấy cái bắp thịt xung quanh cái cổ hay là cái lưng, cái vai nó hơi cứng một chút. And so khi mà mấy cái bắp thịt đó nó cứng, nó nối vào mấy cái bắp thịt mà xung quanh cái thanh quản, and cái đó nó cũng có thể làm cho nó giống như một cái muscle knot ở trong cái cổ họng. And so khi mà nuốt họ cảm thấy là nó không có đi xuống, because nó cứng, nó giống như nó căng thẳng ở trong cái cổ họng. Nhiều người cũng bị cái đó, because nhiều người bị cái đau lưng, đau vai, đau cổ, bị arthritis, thấp khớp, cái dây thần kinh ở trong cái cổ nó có thể nó ảnh hưởng cái chỗ đó. And so khi mà họ nuốt mấy cái mà cháo hay là gì nó dễ để đi qua, because nó even though mấy cái chỗ này, cái bắp thịt nó giống như nó làm cho nó hơi hẹp, mấy cái đó nó dễ để nó tiêu và nó đi qua. Thì họ không cần phải đi vô nhà thuốc để mua cái đồ để mà bỏ vô cái bột gì đó để cho đồ nó nước nó đặc hơn chút. Để so cho tránh sạc đúng không? Cái đó là số 1 đó. Thickening, cái số 2 là cái đó là nó hơi khác một chút. Vậy còn mấy người mà bị stroke là bị cái số nào vậy bác sĩ Amy? Well, mấy người mà bị stroke, so cái stroke là nó ảnh hưởng rất là nhiều cái bắp thịt với cái dây thanh âm, thanh quản, and cái mấy cái nerve ở trong cái cổ họng. And so cũng có thể bị số 1, hay là số 2, hay là có một cái là số 3. Là một số người mà khi mà bị cái stroke, nó ảnh hưởng cái dây thần kinh đến cái dây thanh quản. And so nếu mà cái dây thanh quản nó bị liệt
nên hai cái dây thanh âm nó không có đóng kín lại được. And so khi mà ăn uống nó rất là dễ bị, nó gọi là cái aspiration, so nó đi xuống cái phổi, nó gây ra cái sưng phổi. So khi mà họ bị cái đó, then actually cái đó nó có một cái giải phẫu mà có thể làm để chích cái dây thanh quản để làm cho nó giống như nó mập hơn, so nó nó đóng dễ hơn một chút. And so cái đó nó hơi khác, hay là có thể làm speech therapy để họ luyện cái bắp thịt lại, hay là làm mấy cái maneuver để làm cho nó bớt cái khó nuốt. Interesting. Thì nếu mà cái mình thắc mắc là cái thanh quản của mình á, thì mấy người bị stroke là nó không có đóng kín lại được, thì là họ phải ăn với cái đồ ăn nó đặc đặc, nó không có trôi xuống. Và tránh đồ ăn lỏng. Anything mà quá lỏng đó, nó có thể nó dễ bị sặc hay là dễ bị aspiration hơn. Thì Mỹ nó có bán mấy cái bột gì đúng không? Cái bột thì mình quấy vô đó. So giống như cái Carnation Instant Breakfast hay là Ensure nó hơi đặc, mấy cái milkshake sinh tố nó hơi đặc hơn một chút. Còn Việt Nam mình là hay dùng mấy cái như là bột tapioca. Hay là cái bột thì cái củ sắn, bột sắn dây, sắn dây, cái đó ok ha. Ok rồi. Còn nếu mà trường hợp mà có một cái số thuốc nào mình nghe nói là cũng có làm cho bị nó rất là khó, cũng bị khó nuốt, nghe nói là như là tetracycline hay là những cái thuốc gì làm cho khô, hay thuốc dưỡng xương, bác sĩ Amy có cho ý kiến không? Yeah, so I mean nhiều thuốc nó khó nuốt because nó to. So mấy cái đó nếu mà có thể crush ra làm cho nó nhỏ hơn, cái đó nó dễ nuốt hơn. Rất là nhiều thuốc mà uống có thể làm cho cái miệng với cái cổ họng nó khô hơn. Ví dụ là cái nào? So thuốc mà chữa tiểu đường, thuốc mà chữa áp huyết, mấy cái thuốc mà dị ứng, antihistamines, mấy cái đó nó làm cho cái người nó rất là khô. And so cái số 4 I guess là khi mà cái cổ họng nó khô, nó rất là khó để nuốt mấy đồ mà giống như cơm hay là bánh mì, thì nó dính lại. And so then nhiều người cảm thấy là nó just bị vướng ở trong cái cái cổ họng. So cái đó là cũng khác because nó khô quá. And nhiều người lớn khi mà đến một cái tuổi, mấy cái chất mà hormone ở trong cái người hay là uống thuốc, nó sẽ làm cho cái miệng với cái mũi, everything nó rất là khô. And so khi mà nó khô, nó làm cho nó khó nuốt hơn. Hình như là có một cái số thuốc là mấy người phụ nữ hay bị urinary bladder, cái bladder spasm là bị đi tiểu nhiều lần. Oxybutynin. Họ uống vô cái họ than là khô cổ, không nuốt không được. Even mấy cái giống như tamulosin cho đàn ông, cái đó nó cũng làm cho nó khô. Ngọc Khanh xin phép là phải tạm ngưng phần 1 ở đây và chúng ta sẽ trở lại trong giây lát. Xin mời quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng của chương trình và chúng tôi sẽ trở lại ngay lập tức.